Hello anh em nhá, hello mọi người nhá. Anh em mà đi qua đầu cầu Đuống anh em cố gắng cẩn thận nhá, đừng có đè vạch lấn làn ở đầu bên kia nhá. Nếu đè vạch lấn làn qua bên này là kiểu gì các bác cũng hoảng đấy anh em ạ. Đây thì hôm nay các bác hôm nào cũng làm đây đấy các bác. Úi rồi ôi, hôm nay em xe đen hoảng rồi. Em xe đen này lại đi đường cấm ô tô rồi anh em ạ. Chỗ này đoạn này đường cấm ô tô anh em nhá. Đấy bác này làm rồi. Nhưng mà bác này rất may mắn là gặp em như một vị thần cứu tinh cho bác đây nhá. Kiểu gì bác được lùi xe quay đầu nhắc nhở nha anh em nhá. Đấy, thấy chưa? Em coi nào, biển nào, biển 98 anh em nhá. Đấy, biển 98 nhá. Đấy, anh em 98 mà nhìn thấy được cái video này của em ấy, coi được cái video này của em thì vào mua sim ủng hộ cho em trai nhá. Em trai Tuấn của mã 36 đang bán quả sim môi phone 4G vào mạng căng đét luôn. Anh em mua sim này của em về tháng đầu không phải nạp bất kỳ một khoản tiền nào vào tài khoản hết. Tháng đầu em đã kích hoạt sẵn gói mạng cho anh em rồi. Về anh em cứ thế là lắp vào điện thoại và dùng luôn hộ em nhá. Bắt đầu tháng thứ 2 thì anh em phải nạp vào 60k vào tài khoản. Thì anh em có ti tỷ gigabyte mỗi ngày tha hồ vào mạng mát ga mát số mái thoải mái luôn. Và cam kết với anh em, nếu sóng yếu sóng kém chất lượng, em trai Tuấn của mã 36 hoàn tiền lại anh em 100% luôn anh em nhá. Và cam kết cho anh em nữa, anh em mua về chỉ sợ anh em dùng hết pin chứ không bao giờ hết mạng luôn. Uy tín đặt lên hàng đầu nha anh em nhá.